Môi viếng rũ. Đang xí xí ra nghe. Màu là hơi đào. Rồi xong. Ở dưới này đi. Coi mà còn mệt nữa là biết rồi đó. Cố đi. Một tháng nữa là đẹp trai rồi. Không muốn đẹp luôn rồi. Thì mệt mỏi quá rồi. May rồi. Phải đẹp thì xấu mà sợ sao nếu hư mặt á, rổ rổ cái chắc luôn á chứ. Chứ còn không em ơi, cái mặt mụn này để ăn đâu có phải miết gì đâu. Hôm nay mụn vi mà là rổ với lại nhìn mặt tinh. Đi đâu hậu quở. Trừ nó đi đâu. Mình đi, đi làm, đi đồ đồ sao đi được. Cố lên, cố lên. Cái mặt mụn đi rằng làm con. Anh đi lại rỗ sao đi chữa rỗ cực thật gấp mấy lần. Rỗ chữa đâu hết. Chữa không hết mà là đỡ cực lắm đi. Đau gấp mấy lần là mụn á. Hơi ác xí. Ngày đi chị cũng lấy một mà thôi, nhiều đang lấy đó. Ẩn quá trời. Một tết qua loan đông quá cái thôi, cuối cùng lại con em dẫn qua chỗ khác lấy về đầm bầm nguyên cái tết luôn. Y ràng đó. Tết đông ngồi vô mới thấy cái thôi. Không có chỗ, không chỗ ngồi nhưng mà chờ bên ni nhâm lắm, chờ 50 phút là xong rồi, thà để nhân viên làm chứ đừng có đi chỗ khác. Thì bỏ về bầm cái đó tráng thì cuối cùng là phải đi mua vitamin C về để mà làm cho bớt thâm. Phải thì bởi làm đau quen nó rồi là không đứa đó. Thằng cu hồi nãy nói đó, chờ Loan là vì lý do là vừa rồi á kìa, mình chưa mở cửa. Đi chỗ khác làm xong banh mặt luôn rồi đó. Đã
Còn lá này. Ừ. Nó lì như trâu. Ừ, nó mụn nó lỏng lì lắm rồi. Nó chết chứ da rồi. Đó đang còn nhìn cái cồn mụn là đã luôn, hết đau luôn á. Đây là nó giỏi lắm rồi. Tí nữa cho em xức cái tim mà gom mụn lại luôn này. Để bữa sau lấy tiếp. Đỡ viêm nữa. Con đi học con bịt mặt vô băng á. Con đừng có chạy ra ngoài nữa. Rồi, gần xong. Đáng đi. Con đừng có chạy ra đổ mồ hôi, đổ viêm đó. Giữ, vết thương. Con nay mấy tuổi rồi? Lớp 8 hả? 16. Hả? 16. Là lớp mấy con? Lớp 10. Sợ cháu nhiều quá cũng nhớ đứa môi học lớp máy nên là mình nhớ vậy nổi. Ráng gần xong rồi. Ở giữa hai mắt thank you.
Cái mũi cũng đau cho con. Nó đau quá à? Không đau. Nghĩ rồi sao em tới tiếp. Thôi ok, ráng đi, ráng ít cục nữa thôi, không cho nặng mũi thôi. Nó không nặng mũi con. Đau à? Đau. Nặng ở trên đây nè, nặng ở giữa hai cái làn lông mày á. Quá trời mụn đầu đen. Ráng nổi nữa không? Ráng thêm nổi. Không hả? À. Được thôi. À, để bữa sau thì cuối cùng đi tiếp con hẹn. Chứ mặt con là phải nặng liên tục chứ con đừng để nữa. Để làm của hồng màu nên mệt lắm đó. Xe đâu? Để bên đây nè. Con sao lên đây nè. Chỉ còn hai người nữa nghe. Bên đây thấy họ dùng BHA A nhiều ghế lo này. HA Retinol đó. Nói chung nhiều loại lắm. Giờ chờ phải tùy da nữa. Trong xí xí rồi.
kali đúng không? Anh ơi, nhận đồ ăn anh kìa. Có một cái là xương cá bột gạo của chị. Thấy hơi tối phải không anh? Chị Dũng ơi, chị có chị ở đây à? Chưa nói gì cả. Em chỉ hỏi chị Bùi Thị Nhã chị.
Nhỏ mày. Con ấy toàn bị hai bên má đau. Không muốn rồi. Phụ đi em, vụ em phủi luôn được không? Tại vì em khó cầm lắm. Em nằm xít lên chị, xít được không? Xít lên thoải mái, thả lỏng đầu ra. Nhỏ quá mày, có chuyển chỗ khác đây. Nó nhỏ quá thì anh nói đây. Dạ, nhà Mỹ Ly ạ. Mỹ Ly. 80.000. Đổi đóng tủ đi kìa. Tết xong mà toàn tiền to không?
Chắc quay được cái lên trước em, chắc được hai cái á, mấy phút rồi được á, đang còn cái trán với lại dưới đi chưa lấy mà. Ly biết rằng không? Tại vì Shopee mà gửi hàng đi gửi hàng về không mất phí kìa. Nên là người ta không cho kiểm đâu. Ừ, gửi về hấn hấn giao quá mà là không được là cho về thôi chứ không thèm gọi cho mình luôn đó Ly. Ông đau phê rồi đó, đau em hè. Đây. Dạ. Đau nhiều đúng không? Đau, chỉ để đau thôi. Ừ. Biết rằng không? Lúc mà một em mà nằm ngoài da, giống như lần đầu á, lấy là sẽ không bao đau mấy bởi vì nó nằm ngoài da hết rồi. Còn bắt đầu càng sau về sau đi này là một em nằm sâu ở trong da là tính nếu đúng là một ẩn nó sẽ đau. Với lại là một em nằm phía dưới đi này. Cứng ngắc luôn chị đề mà nhiều con không muốn ra luôn á. Với lại thường thường cỡ tuần em phải đi một lần đừng để lâu quá nha. Lâu là như mụn đi lần thôi đó. Để vẽ băng tay mà. Lia ăn xong đó làm tiếp người Lia chị ăn với.
nó còn trán nữa. Chắc xí em đi quay được cái nữa anh ạ. Chứ chị kia để đau đau mà chị để đau quá. Không, hình như là em biết. Mụn là...